Vâng, Vũ Hùng rất vui được gặp lại tất cả anh em. Thì rất lâu rồi thì Vũ Hùng bận rất nhiều công việc nên là chưa có thời gian mà quay lên cho anh em xem những sản phẩm mà bên âm thanh Vũ Hùng mới về. Và cũng như là lâu Vũ Hùng chưa có cái clip để đăng lên cho anh em tham khảo. Và rồi thì ngày hôm nay là ngày đây là ngày 5 tháng 1 năm 2021 nha anh em. Năm mới thì Quá Hùng cũng về được qua sản phẩm mới để phục vụ tất cả các anh em. Toàn là những hàng chắc nha anh em. Tất cả là những hàng tiến chọn và những hàng con đói rất là khủng để cho anh em chơi và từ thương hiệu từ Mỹ và Nhật. Rồi, không lòng vòng và dài dòng. Thì Quá Hùng sẽ đi vào chi tiết những cái sản phẩm mà hôm nay Quá Hùng về. Hôm nay Quá Hùng về thì được là 8 con. 8 con nha. Rồi được lô sau thì Quá Hùng sẽ về một lô nữa rồi chấm dứt và nghỉ Tết nha anh em. Để phục vụ cho anh em Tết đây. Rồi thì đi vào chi tiết hôm nay. Trước màn hình các bác đang xem là hai con cover và một con bắt đầu năm. Thì con cover này thì là cover của model là BM 1.5. Thì con này cũng chạy 24 sò sách. 24 sò sách, công suất nó là 1200W và 600W một kênh. Mặt nó là mặt phay nhôm phay nhôm xước ra màu trắng như thế này, màu ghi như thế này nha, màu ghi như thế này, rất đẹp, mặt mũi thì rất là ok, đẹp hoàn hảo luôn. Rồi cover BM 1.5, rồi báo giá cho anh em luôn nha. Con này thì em bán với giá là 11.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Tiếp theo con cuối, con ở giữa là con cover BM 1.2, thì dòng này bán quá nhiều cho anh em rồi. Cover BM 1.2 1.5 này đợt trước này em cũng về rất nhiều bán cho anh em. Đợt này thì cũng về 1.5 và BM 1.2 thì 1.2 thì quá là nhiều. Vừa cover BM 1.2 thì quá nhiều cho anh em. Thì con này thì cũng chạy 24 sò sắt. Và cũng công suất là 1200W 600W mỗi kênh. Hai con này về cái cơ bản là công suất và sò xiết thì nó giống nhau hết nha anh em. Và nó chỉ khác nhau về bo mạch và những thiết kế bên trong ruột gan. Thì cái khác nhau điểm nào thì ở video sau em sẽ có clip so sánh với hai con cover BM 1.5 và BM 1.2 này để cho anh em tham khảo và cũng như là biết về hai dòng sản phẩm của cover này, hai model của cover này. Thì con cover BM 1.2 thì với giá bán là 11 triệu nha anh em. 11 triệu thấp hơn con 1.5 nha. 11 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Và tiếp theo là một siêu phẩm đến từ Atrophy. Siêu phẩm đến từ Atrophy Pro 5. Thì con này thì nói chung là về con nào thì em bán hết con đó, về con nào bán hết con đó. Đợt này về được một con nữa. Tính ra con này thì em về được là tổng cộng là 5 con rồi nha anh em. Nhưng mà chưa có thời gian quay lên cho anh em thì đã bán đi rồi. Nên là em bán cho lái nha anh em, nên là em không có quay lên cho anh em xem. Chỉ có những cái sản phẩm mà em bán cho khách thì em mới có clip để em quay lên. Tại vì những sản phẩm mà em bán cho lái thì em sẽ không có clip quay lên. Tại vì em sẽ giữ cái sóc bấm đó cho bên kia để bán nha. Rồi thì Atrophy Pro 5 thì giá vẫn như thế nha anh em, 25.500.000 siêu phẩm 40 sò thang Toshiba xanh đen hiện thoại. Chất âm cực kỳ là hay, hai đèn nước, công suất là 1500W nha. Công suất Pro 5 là 1500W. Con này thì vừa chơi vừa trưng bày, hàng siêu hiếm.
À, đợt này thì về về từng con một nha anh em, về từng con một, con này là con thứ năm rồi trong cái đợt này. À, anh em nào chơi thì liên hệ với em Thanh Quốc Hùng, giá 25.500.000 bao ship toàn quốc anh em. Rồi tiếp theo là một dòng model sản phẩm khác của Cover là model BM700. À, thì tim phone này thì nó em cũng đã có bán, thì nó giống như BM950 và BM1004, thì cái phone nó đều như thế này, nó giống như anh em nhìn nó giống hệt như những là con BOSS 1006 CD6 1008 CD6, thì nó cũng giống như thế này. À, thì cái phone cái thiết kế về cái ngoại hình nó là giống giống như những đời như thế. Để con này chạy 20 sò Toshiba, 20 sò thang Toshiba. Và con này thì nó cũng có giá bán là 8.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em nha. 8.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Cặp BM700. Hàng toàn hàng tiếng, đẹp long lanh cho anh em. Tiếp theo dưới là hai con bao của Nhật, đó là Ramsa với cái B9300. Đợt này đợt hôm trước em có về một con và cũng đã bán cho bác khách ở Long An thì phải, và được bác khách khen ngợi về chất âm của nó thì em cũng rất là vui, và chất âm của nó rất là hay. Ramsa với cái B9300, con này có giá bán là 8.500.000. Công suất mát là 2000W, 2000W nha anh em. Đó. Và chạy 28 sò, 28 con sò thang Toshiba. 28 con. Rất là khủng nha. Cực kỳ là khủng. Rồi, công suất mát là 2000. Đúng rồi, công suất mát là 2000W. Thì anh em có thể chơi được hai cặp loa full 40-30 của tư nha. Rồi về được hai con thì anh em nào nhanh tay thì liên hệ, giá 8.500.000 một con bảo ship toàn quốc. Qua bên này thì đó là em về được tiếp theo về là về một con bao LOD HMA 8003, là dòng bao nghe nhạc nhưng mà nó rất là khủng, sở hữu ba tụ rất là bự nha anh em, và một cái thân phô cực kỳ là nặng, con này cực kỳ là nặng luôn. Con này có bị trên là nồi đồng của đá của LOD HMA 8003, cực kỳ là khủng. Đây là dòng đáy hai kênh nghe nhạc, công suất là 250W, và có hai vô rất là đẹp, thì anh em bật lên thì nó sẽ sáng hai đèn vô cực kỳ đẹp luôn, và chất âm nó thì hồi phải bằng nó ra công suất là 200W, đố lò 8 ohm, nên là anh em có thể ghép thêm xin lỗi anh em, là ghép thêm vang để karaoke. Dòng bao LOD HMA 8000, em về con này là con thứ 3 đó, rất là đẹp. Rồi tiếp theo dưới con LOD là một con khủng long của Ramsa, tiếp là một dòng bao Nhật Ramsa với cái B9440 là con này thì cực kỳ là khủng nha, sử dụng hai tên phun nguồn, hai tên phun nguồn Ramsa với cái B9440, thì dòng này bên em cũng bán rất là nhiều cho anh em rồi. Đợt này giá nó có tăng lên nha anh em, tại vì hàng rất khan hiếm, thì lâu mới về được một con khủng như thế này, thì giá nó em bán là 12.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em, 12.500.000 nha. Anh em nào chơi thì liên hệ với Thanh Quốc Hùng, đã cân đối và cực kỳ là tốt cho anh em. Rồi đó là tất cả 8 sản phẩm mà bên em về và cũng đã báo giá cho anh em tham khảo, và anh em nào chơi những dòng sản phẩm nào thì liên hệ với em Thanh Quốc Hùng. Mọi chi tiết mua anh em liên hệ với Quốc Hùng qua số điện thoại là 0363648707 hoặc kết bạn Zalo Facebook qua số đuôi là 707, hoặc liên hệ trực tiếp qua số 0393 1049 nha. Em giao hàng toàn quốc cho anh em.
thì Tết nhất rồi cũng gần đến rồi anh em. Về giờ là sắm cho mình những bộ karaoke chơi Tết thì không thể nào những thiếu những cái con đói mà nó chất lượng xịn sò của Mỹ và Nhật như thế này. Chất âm của nó thì anh em miễn bàn nha, đừng có so sánh với những dòng đói Trung Quốc mà 5-60 sò gì đó. Thì 5-60 sò nó được cái khống nhưng mà chất âm nó ra không bằng những con này. Anh em nào chơi gia đình thì chơi những con này là vô tư rồi, không cần phải là 5-60 sò đi nha. Cảm ơn anh em. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau. Ở video sau em sẽ test những cái con này cho anh em tham khảo về chất âm cũng như là ruột gan của nó. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.